Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Tiếp tục trong chuyến hàng đấu giá mạng nhật của tháng này thì em lại cập bến thêm cho cả nhà 5 mẫu dàn chung rất là VIP và rất là chất lượng cho cả nhà tham khảo. Đầu tiên thì sẽ có Kenwood 5002 phiên bản 4 thớt này, một bộ Kenwood 7002 5 thớt khá là đầy đủ, rất là đẹp. Và ngoài ra thì có 3 em chân dài 7.5L, hàng cũng rất là hot nữa. Nhiều bác hỏi rằng là tại sao đợt này bên em lại chỉ nhập những cái mẫu này mà lại không nhập những cái mẫu vừa tiền hơn. Thì em xin trả lời luôn, đó là trong cái dịp cuối năm này cũng rất là chuẩn bị đón năm mới rồi, thì em sẽ chỉ tập trung vào những cái mẫu hot nhất, đình đám nhất và cũng là nổi bật nhất của 3 hãng. Đó sẽ là 933 Onkyo, đợt tới sẽ có thêm này, đời nông 7.5L, và Kenwood thì sẽ có 5002 và 7002. Còn những cái mẫu mà vừa tiền hơn hoặc là nhì nhàng hơn như là Kenwood 1001 này, Onkyo 922 hay là những cái mẫu đầu nông dòng F100 hoặc là F102 các thứ, F88 thì thôi em sẽ bỏ qua nhá. Chỉ tập trung vào những cái mẫu hot nhất, nổi bật nhất cũng như là chất âm hay nhất của các hãng này thôi. Vừa để trả hàng cho các bác đã đặt tiền cũng như là vừa có những cái mẫu hàng chất lượng nhất cho anh em chơi trước khi đón sang cái dịp năm mới. Rồi ok, quay trở lại những cái nhân vật chính ngày hôm nay thì quay đến đâu thì em cũng sẽ giới thiệu qua các thông số cơ bản này cũng như là quay kỹ cho anh em hình thức của từng bộ đến đó. Và ngoài ra thì trong thời gian tới nếu có thời gian rảnh thì em sẽ quay test từng bộ, hoặc là bác nào mà đã đặt hàng, đã đặt tiền rồi thì em sẽ ghi lại trong sổ thì em sẽ trả hàng lần lượt nhá. Em xin phép khởi đầu với cái dòng 7.5L này đã đi. 3 mẫu chân dài rất là đẹp. Nếu mà trong những mẫu dàn chung thì đời nông 7.5L được mệnh danh là hoàng hậu của các cái mẫu dàn, bởi vì cái hình thức của nó rất là đẹp, rất là tinh tế này, và đồng thời chất âm cũng rất là ngọt ngào. Thì cái dòng Kenwood 50 hay 70 thì đều lại mệnh nhanh danh là ông vua của các mẫu dàn chung, bởi vì âm bát của nó rất là khỏe và rất là uy lực, cũng như là hình thức thì vô cùng là mạnh mẽ và hầm hố luôn. 7.5L đợt này em về được 3 mẫu, 2 mẫu ở phía trên thì sẽ có là phiên bản 2 thớt, tức là chỉ có âm ly và CD. Ngoài ra thì các bác có thể mua thêm những cục giải mã Kiwi KA08, đợt này em đang làm đại lý cho cái bên Kiwi thì cái chất lượng âm thanh của cục giải mã này rất là tốt, và đồng thời thì nó còn tích hợp thêm cho mình cả cáp quang này, cả Bluetooth này, rồi thì USB, cáp đồng trục, giải mã DAC các thứ rất là đầy đủ chỉ trong một thiết bị nhỏ gọn này thôi. Các bác nào mua theo dàn bên em thì sẽ có giá là 500, còn bác nào mà muốn mua lẻ thì sẽ có giá là 600 cả nhà nhá. Một thiết bị nhỏ nhưng mà có võ đấy ạ. Với những cái bộ dàn chung mà chỉ có âm ly với CD như này thì ngoài việc mình chạy đĩa CD, đĩa tiếng ra, mình cắm điện thoại, TV có cổng aux đằng sau âm ly ra thì mình có thể mua thêm những cục giải mã nhỏ nhỏ như này. Nó có cả khiển này, cả một cái, các cái thiết bị đầy đủ các cái dây kết nối bên trong để mình có thể phát nhạc qua Bluetooth, rồi nghe nhạc số, nghe TV Smart rất là đầy đủ luôn. Thì em khuyến khích các bác là nên mua thêm những cái này để bổ sung cho những cái bộ dàn âm thanh của mình nhá. Và vì là hàng đấu giá mạng nhật cho nên là mỗi lô hàng sẽ có một giá khác nhau. Chính vì thế là bác nào quan tâm model nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912 906 897 để em báo giá cụ thể hơn và cũng là gửi hình ảnh chi tiết hơn, hoặc là số điện thoại của bà chủ Yến là 0934 683 013 cả nhà nhá. Hai mẫu ở trên thì sẽ là phiên bản âm ly và CD thôi, nó sẽ vừa tiền hơn. Còn bây giờ thì em sẽ quay sang cái mẫu phía sau là cái phiên bản đầy đủ của 7.5L, sẽ có 4 thớt như này. Ở dưới cùng thì sẽ có cái phần âm ly là không thể thiếu rồi. Âm ly của dòng 7.5L thì sẽ có công suất là 125W này, có chỉnh được low note, âm thanh rất là ngọt ngào, rất là sắc nét. Chỉnh được bass chép, cân bằng loa và âm ly có thể đánh được hai đôi loa cùng lúc. Các bác có thể đấu một đôi loa này hoặc là mình ghép thêm một đôi loa nữa nhỏ hơn hoặc là bằng như này đều được nhá. Âm thanh của nó sẽ phù hợp cho những không gian phòng tầm 30-40m, thường là những căn phòng khách, ở những căn phòng chung cư các bác mà không muốn bày diện tích quá là nhiều, mà trong khi là âm thanh mình vẫn muốn nghe đủ lượng và nó chất âm của nó phải hay hơn so với những mẫu dàn mini, thì đương nhiên là những mẫu dàn chung là cái lựa chọn hợp lý nhất. Dàn đại thì bên em đợt này em cũng không bỏ lâu rồi, em bỏ cái dàn đại cách đây 1-2 năm rồi, bởi vì những mẫu dàn đại bây giờ nó rất là cổ, hình thức thì cục mịch này hầu hết là chỉ có màu đen thôi, không có những cái màu thớt, màu nhôm hay là cái loa màu nâu gỗ như này được, cho nên là dàn đại em cũng nói luôn là bên em đã bỏ rồi nha, không có dàn đại nữa. Các bác nào muốn chơi dàn to thì có thể qua cơ sở một bên em, mình chơi dàn ghép gồm có loa to, âm ly rời, loa thùng, rồi thì mua đầu đĩa, mua equai ghép vào thành một bộ, vừa nghe nhạc vừa hát luôn. Chưa rồi, sợ nói lan man đấy nhở, đang quay dở con 7.5L thì tự dưng lại đổi chủ đề sang cái dòng khác. Trên cùng là có thớt MD, xin lỗi các bác nha, bởi vì là như kiểu nhiều khi em nói mà em không chuẩn bị kịch bản gì cả ấy, cho nên là nói nó hay bị lan man một chút thì cả nhà thông cảm nhá. Trên cùng là thớt MD này, thì con này có thể đọc đĩa MD thì rất là ok, em sẽ test cái đọc đĩa này sau. Cái phần FM này, FM 90 thôi, không bắt được đài Việt Nam đâu cả nhà nhá.
Một thớt CD là không thể thiếu. Em rất là thích những cái đường kẻ chỉ vàng ở trên những cái thớt của 7.5L. Nhìn nó có vẻ gì đấy rất là sang trọng, kết hợp với cái mặt nhôm thớt màu bạc nữa thì nó lại càng làm cái điểm nhấn cho cái bộ này luôn. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng hình thức của cái bộ 7.5L em đang để phía sau nhá, phiên bản 4 thớt. Hầu như là 4 thớt là 4 thớt đầy đủ nhất rồi. Còn hình như là các bác có thể sưu tầm thêm một thớt cassette nữa, nhưng mà thỉnh thoảng lắm mới có những cái bộ đời nông 7.5L 5 thớt thôi. Còn với phiên bản 4 thớt thì các bác có thể bày dàn ngang xuống, hai thớt nằm xuống rất là đẹp, mình trải dài trên kệ tivi của mình, rồi thì hai loa ở hai bên cạnh tivi thì trông hình thức nó rất là sang. Đó thì đây là cái phần loa gỗ thịt của nó này. Một điều em rất là thích ở trên những cái phiên bản 7.5L đó là cái loa của nó là cái phiên bản loa hai đường tiếng nhưng mà ba loa two way three speaker. Ba loa bởi vì sao? Bởi vì ngoài loa chép và một loa bass bên ngoài thì ở bên trong loa nó có một cái loa bass nữa, nó úp ngược với cái loa bass bên ngoài, nó đẩy cái âm bass ra lỗ thông hơi phía sau, cho nên là âm bass của nó nghe cũng khỏe và uy lực không kém gì dòng Ken. Tuy nhiên thì chất âm của âm bass của Đồn Ông 7.5L thì sẽ có một cái độ có độ chắc hơn. Cái âm bass này thì nó sẽ phù hợp cho những cái bản nhạc vàng trữ tình á. Còn cái âm bass của 7.5L thì nó lại thuộc cái dạng mà âm bass nó rất là sâu, nó lại uy lực kiểu khác, thành ra là anh em có thể chơi những bản nhạc trẻ, nhạc mạnh, nhạc remix trên những cái bộ Kenwood này nhá. Thì đấy là một số cái điểm mà em so sánh giữa 7.5L cũng như là Kenwood 7002, 5002 cho cả nhà. Bây giờ thì em sẽ quay luôn phía sau đó, mình quay đến đâu thì mình sẽ dở luôn phía sau đến đó cho cả nhà xem thử này, các cổng kết nối. Cắt tốt thì đều là made in Japan, điện 100, cả nhà lưu ý cắm điện 100 đúng điện giúp em nhé, không là nó cháy chập. Thì bên em trong trường hợp cháy chập là thợ nó rất khó để bảo hành, bên em chỉ bảo hành các cái trường hợp như là mắt mũi CD rồi thì các cái phần âm thanh của nó thôi. Còn riêng với việc mà các bác cắm nhầm điện là các bác phải chịu chi phí sửa chữa đấy ạ. Jack beware của nó đây cả nhà nhá, các cọc AV còn được mạ vàng rất là đẹp này. Hai loa trùng series với nhau và lỗ thông hơi ở phía sau loa. Đây là phía sau của hai bộ đường 7.5L phía trước này. Mã của cái loa của nó là SC-E727R, một phiên bản loa gỗ thịt. Em rất là thích cái chất gỗ của cái những cái phiên bản loa của 7.5L, bởi vì cái chất gỗ của nó cầm lên nó đầm tay và cái phần vỏ nó rất là mượt mà luôn ấy, sờ rất là mịn đây này. Các bác nào mà đã chơi 7.5L thì cảm giác là sờ cái chất loa nó rất là thích luôn. Đúng là một trong những cái mẫu đầu bảng của hãng mà, cho nên là từ hình thức đến chất âm thì hãng đều rất là trau chuốt tỉ mỉ. Không hổ danh là hoa hậu, cái này là hoàng hậu của những cái mẫu dàn chung luôn. Vừa xinh đẹp này, vừa có cái giọng hát rất là ngọt ngào, rất là sâu lắng. Đó thì em sẽ quay nhanh ba cái mẫu đồn ông 7.5L này trước cho cả nhà để mình chuyển sang hai mẫu Kenwood nha. Cả ba mẫu đều rất là đẹp vì cùng một cái lô hàng đấu giá mạng Nhật với nhau. Bảo hành riêng nguyên bản cho cả nhà nhá. Anh em cứ thế mà về em thưởng thức thôi, không phải lăn tăn gì cả. Và thông báo với các bác luôn, đó là cái đợt này thì mức giá của tất cả những bộ dàn về từ Nhật giá sẽ bị tăng, bởi vì là vận chuyển khó khăn hơn, đồng thời là cũng trong thời gian đợt dịch. Các bác biết rằng đợt dịch trước thì mãi em mới không có hàng cơ. Còn bây giờ thì gần cuối năm rồi thì bắt đầu có một số cái lô hàng tức tắc về để trả hàng cho các bác đặt, cho nên là giá cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì được cái là hàng đợt này thì chất lượng và hàng đẹp hơn rất là nhiều. Máy móc về thì ngon lành, hầu như là các bác về, em về em mở thùng xốp ra là em chỉ quay test và sử dụng luôn thôi, chứ em không phải lau chùi, không phải test hay là phải làm cái gì nó kỹ cả. Đó, đây là chất lượng của những cái hàng đấu giá đợt này nhá, rất là đẹp và rất là mới. Em không dám nhận là 100% mới đâu, nhưng mà thế này cũng phải tầm 95-98% rồi, rất là ok cho cả nhà. Phía sau sẽ là hai mẫu dàn chung 5002 và 7002, thì em quay con 70 trước nhá. 70 thì vẫn là một cái mẫu dàn đời cuối cùng của Kenwood rồi, rất là hot, rất là hầm hố, và đương nhiên âm bass của nó thì vô địch luôn, không có cái mẫu dàn chung nào có thể đọ được âm bass của dòng Kenwood này cả. 7002 bộ hôm nay thì em có 5 thớt đầy đủ này. Một thớt trên cùng là thớt MD7002S. Cái MD này thì sẽ giải mã 24 bit và không cần đĩa mồi cả nhà nhá. Một thớt cassette này. Một thớt FM này, mình xem đồng hồ thôi chứ FM bọn này thì vẫn là điện 100V ấy, cho nên là dòng của Nhật, nội địa Nhật thì nó không bắt được đài Việt Nam đâu. FM nó đến 90 thôi. Một thớt CD của 7002, CD của bọn 70 nó sẽ tích hợp sẵn ở cổng cáp quang luôn, thành ra các bác cũng có thể cắm cáp quang qua đây hoặc là cắm cáp quang qua thớt MD thì tùy nhá. Âm ly của nó là công suất 150W này, cũng là một trong những âm ly có công suất khủng nhất của những cái mẫu dàn chung, có chỉnh lao nớt, chỉnh bát chép và đánh được hai đôi loa. Cặp loa của nó loa gỗ thịt rất là nặng, rất là chắc chắn, nó còn nặng hơn cả con 7.5L luôn ấy. Và cái loa của nó thiết kế nó cũng sẽ có một cái đường vát cong, vát chéo này, các bác nhìn thấy chưa nhỉ? Nó không phải phẳng lì đâu mà nó sẽ vát chéo xuống, và đồng thời là cái phần loa bát nó lồi ra. Thì trong cái hình thức này thôi là mình đã
đã hình dung ngay ra được cái bass của nó ghê gớm thế nào rồi. Ở cái nút thì các bác sở trường là chơi nhạc mạnh, nhạc sàn, kể cả những bác thích nghe nhạc vàng các thứ cũng được, bởi vì dòng này nó không kén chất âm đâu, bởi vì âm bass nó hay rồi thì nghe nhạc gì nó cũng vào tai ấy. Và thực sự là nhiều bác mà đã chơi cái nút xong là còn bị nghiện âm bass này luôn. Âm bass của nó tốt quá mà. Tuy nhiên thì vì bass của nó quá khỏe cho nên phần chép lại là một cái điểm chưa phải là sở trường của Ken. Chính vì thế là bác nào mà chơi Ken thì em cũng có thể tư vấn là mình ghép thêm cái loa siêu chép tên lửa như này. Đây là những cái loa siêu chép mà do ông chủ Khánh ở bên cơ sở 1 bên em tự tay làm. Loa siêu chép tên lửa rất là nặng này. Các bác thấy cái phần nam châm bên sau rất là to nhá. Gắn sẵn tụ dầu Nga, dây lõi mạ bạc và được làm thủ công bởi ông chủ Khánh. Máy móc được test rất là kỹ. Thì những cái loa siêu chép tên lửa này em đang giao với giá là 1.850.000 một cặp, gồm có 1.5m dây loa lõi bạc này luôn. Và các bác có thể mình ghép vào những cái bộ dàn chung như này, hoặc là vào những cái bộ loa âm thanh to ở nhà của các bác, mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke đều được. Thì âm chép của nó sẽ sáng hơn, nó nhuyễn hơn và đảm bảo là nó sẽ hoàn thiện cái âm thanh cho cái bộ dàn của mình hơn, với những bộ nào mà âm chép nó chưa được sống động, chưa đủ sắc nét. Một điều em rất là thích đó là cái loa chép tên lửa này nó không bị vỡ tiếng khi mà mình bật to âm lượng. Âm thanh của nó rất là nhuyễn, rất là sáng, rất là tơi và nó không có hiện tượng bị chói gắt đâu. Cả nhà cứ yên tâm nhá. Rất là nhiều khách bên em đã mua những cái loa chép này và có những cái review rất là tích cực rồi. Những cái loa chép này thì em cũng là nói rõ luôn là bên em không làm cầu kỳ bằng cái vỏ gỗ các thứ đâu. Bởi vì làm vỏ gỗ như thế thì nó vừa bị đắt hơn mà đồng thời nó sẽ che mất những cái linh kiện rất là đắt tiền bên trong, như là cái phần tụ dầu Nga này, rồi thì cả những cái nam châm và cái dây lõi bạc. Đó thì em đều để trần ra như này để cả nhà có thể xem rõ các thông số phía sau. Thì em đang giao với giá là 1.850.000 cái cặp loa siêu chép tên lửa này nhá. Các bác có thể mua thêm, mình hoàn thiện vào những cái bộ Kenwood này như này. Rất là nên chơi bởi vì là Ken là cái dòng bass khỏe ấy, cho nên là âm chép của nó có thể nó sẽ bị lấn át ấy, thì mình nên ghép thêm những loa siêu chép như vậy. Còn với bật đơn đông 1.5 thì thôi, loa chép của nó em thấy âm chép rất là hài hòa rồi. Mình không cần em nghĩ là không cần thêm chép đâu. Nhưng mà các bác thích thêm thì tùy, cái này thì là cái sở thích thôi, cái đồ chơi thêm thôi chứ nó không cần phải là bắt buộc. Em sẽ quay đằng sau cái bộ 7002 này cho cả nhà xem thử nha. Phía sau của mẫu Ken 7002 ngày hôm nay đây, 5 thớt. Các bác có thể bày dàn ngang các thớt xuống cũng rất là đẹp, không cần phải bày chồng lên đâu. Chẳng qua là cửa hàng của em cái diện tích nó không có nhiều, thành ra mới phải chồng các thớt lên với nhau thôi. Còn về thì em thấy có rất là nhiều bác khách chủ của nhà các bác ấy, mình bày trên cái kệ tivi hay là trên những cái kệ gỗ trông rất là đẹp luôn. Dàn ngang xuống rất là hài hòa. Cái loa zin của nó là LSF 3.7 này, made in Japan, công suất 100W một loa. Và âm ly của nó còn đánh được hai đôi như này cơ. Thành ra là cứ thoải mái đi, các bác chơi phòng khách 30-40m như này là vừa. Mà lại còn gọn gàng ấy, nó không bị chiếm quá nhiều diện tích. Nhất là trong những không gian mà phòng cửa chung cư hay là phòng khách nhỏ nhỏ thì không có chỗ bày thì nên chơi dàn chung như này, đồng bộ công lê luôn. Không phải phối ghép cái gì cả, hãng đã tính sẵn rồi. Linh kiện đằng sau của máy vẫn còn rất là mới cả nhà này. Toàn bộ là Mỹ Japan nha, một bộ dàn thuần Nhật 100% luôn. Từ thớt đến loa, tất cả các thớt đều là Mỹ Japan hết. Điện 100. Cái lỗ thông hơi phía sau cho nên cả nhà để cách tường ra khoảng một đoạn giúp em nhé, để nó có cái âm bass nó tốt nhất. Và kết thúc clip ngày hôm nay cũng sẽ là một nhân vật đình đám không kém, đó là mẫu Kenwood 5002. So với 7002 thì đương nhiên là 50 sẽ có mức giá vừa phải hơn. Nhưng mà các bác lại được sở hữu cái chất âm cũng được 1.910.000 so với 7002 rồi. Cho nên là em cũng thường hay tư vấn khách là nếu mà mình muốn dành cái số tiền dư ra để mình mua những cái phụ kiện như là loa siêu chép này, rồi thì cục phát giải mã Kiwi, thì có thể chơi 50 như này rất là hợp lý. Còn bác nào muốn đầu tư một lần chơi một mẫu đời cuối luôn thì chơi hẳn 7002, giống như kiểu là iPhone 7 và iPhone 8 ấy. Nó thì cái chức năng cũng như là cách sử dụng nó chẳng khác gì nhau đâu. Tuy nhiên thì với bác nào mà mình thích chơi cái đời cuối hơn thì mình chơi không sao cả. Còn bác nào thích chơi vừa phải, chơi kinh tế thì nên lựa chọn 5002. Đây cũng là mẫu dàn mà em bán rất là chạy luôn đấy, bởi vì mức giá của nó không bị đẩy lên quá là cao. Tuy nhiên thì mình vẫn được sở hữu những cái tính năng có thể nói là hot nhất của Kenwood luôn, như là âm bass khỏe này, mặt phay nhôm dày dặn này, và phần loa được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Bộ 5002 này thì em sẽ về 4 thớt, ngoài ra các bác để sưu tầm thêm. Thớt trên cùng sẽ là 7002S, giải mã 24 bit, không cần đĩa mồi, tức là kể cả cái mắt mũi MD có hỏng hay chăng nữa thì cái phần giải mã vẫn rất là ngon lành và độc lập. Một thớt FM là không thể thiếu này, một thớt CD và một cái thớt âm ly con này thì sẽ công suất nó nhỏ hơn 7002 một chút thôi, đó là công suất 110W. Và cái phần loa của nó đây, cái hình thức vẫn rất là đẹp, rất là mới. Nhìn nó cũng na ná con 70 nhỉ. Các bác nhìn kỹ là nhiều khi không để ý đâu ấy. Và đặc biệt là với bác nào mà mình muốn cái bộ âm thanh Kenwood nó hoàn hảo hơn thì nên ghép thêm con loa siêu chép nhá. Đảm bảo là chất âm của nó thì đang từ 8 điểm cho một phát lên 11 điểm luôn.
âm bát đang khỏe, đang dữ dội rồi, nhưng mà bổ sung thêm cái loa siêu chép rất là tơi, rất là nhuyễn nữa, thì thực sự là không có bộ âm thanh nào, thì cái mẫu dàn chung nào trong cái tầm tiền này có thể vượt qua được cả. Em sẽ quay qua xung quanh cái bộ 50 để cả nhà xem từ hình thức nhá. Hàng khá là đẹp, khá là mới. Cái ê căng của nó này vẫn chưa bị rách đâu này, rất là đẹp. Hầu hết là những cái mẫu hàng đầu giá bên em thì các bác hay theo dõi cũng như bắt nào mua hàng rồi thì đều biết là hàng đầu giá thì chất lượng rất là ok, cũng như là bảo hành là zin nguyên bản cho cả nhà. Và đợt này thì hàng đầu giá trong các cái thùng hàng nó về rất là nhiều, catalog đây. Bác nào mua những cái mẫu kem thì em phát cho mỗi bác một cái mấy cái tờ này tiếng Nhật về đọc nhá. Trước đây thì bên em bán hàng bãi ấy, thì đánh hàng container các thứ thì nhiều khi nó không có những catalog như này đâu. Tuy nhiên thì đợt này thì đều là hàng eBay, hàng đấu giá hết rồi trong những năm trở lại đây rồi, cho nên là việc mà có thêm những catalog này gần như là một cái điều rất là dĩ nhiên luôn. Bây giờ thì em sẽ quay đằng sau cái bộ Kenwood 502 này nha. Máy móc vẫn là Made in Japan và loa cũng thế cả nhà nhá. Phiên bản loa zin của con 502 sẽ là LSF 3.5, công suất cũng 100W này, chở hàng 6 ohm này, hai loa trùng series với nhau và đằng sau máy vẫn rất là đẹp, rất là mới. Nhiều bác chơi đồ cổ nhưng mà cứ phải đòi là mới phải 100% cơ. Đấy, thế bây giờ đây, thế này là tầm khoảng 98% đã đủ tiêu chuẩn chưa nhờ. Rồi, vậy là lô hàng 5 bộ ngày hôm nay em đã quay rất là kỹ càng. Các bác quan tâm model nào hoặc là mình cần đặt hàng những cái dòng như là Kenwood 502, 7002 hay đời 5795L thì nhanh tay liên hệ số điện thoại bên em là bà chủ Yến 0934 683 013, hoặc là qua số điện thoại của em là nhân viên 0912 906 897 để em tư vấn này, báo giá cũng như là để ghi lại thông tin đặt hàng của các bác nhá. Bên em thì với những bác nào ở gần thì em khuyến khích mình qua tận nơi mình xem thử, còn bác nào ở xa không qua được thì mình có thể nhắn tin qua Zalo, sau đó nhận chuyển khoản em gửi hàng tận nơi cho mình qua nhà xe hoặc là qua Viettel Post nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các bác nhớ chú ý theo dõi kênh YouTube và Zalo bên em, thì em sẽ đăng hàng mới thường xuyên lên để cả nhà lựa chọn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ.